Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Xin chào mọi người. Mời mọi người trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì trong cái tiết trời mùa hè với cái cảnh sắc thiên nhiên nắng vàng rực rỡ, oi bức rất là đẹp. Đấy, khung cảnh xung quanh cây cối, cây xanh ở vùng nông thôn Tây Bắc Việt Nam. Đấy, cái không khí mùa hè oi bức này, cây cối ở gần cây cối rất là tuyệt vời khi tỏa bóng mát và có những cái cảnh đẹp. Vâng, thì chúng ta tiếp tục xem video và ngắm cái phong cảnh thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc. Cái đây là một cái vùng nông thôn các bạn ạ, với những cái cây ăn quả. Người dân sống ở bên những cái đường quốc lộ và đây là vùng nông thôn. Đây, thưa quý vị các bạn, thì người dân trồng cả những cái đồi sắn rất là nhiều để canh tác trong những ngôi nhà để bà con bày biện những cái chậu hoa. Đấy, có những cây tỏa bóng mát rất là nhiều. Đây, chúng ta đi thăm những cái vùng nông thôn với những cây xanh, cây ăn quả. Đây, thưa quý vị các bạn, thì có một những cây mít, có những cây mít thì nó ra quả rất là nhiều này các bạn. Trong cái tiết trời mùa hè thì có những cái quả mít rất là sai quả. Đây, một cây mít điển hình rất là nhỏ thôi nhưng mà quả chiu chít rồi, rất là nhiều quả. Đây, cây mít nhỏ này đã ra được hai trái rất là lớn này, quả rất là ngon nhá, rất là tuyệt vời luôn. Đây, thưa quý vị các bạn, thì tiếp đến là một cây mít có rất là nhiều quả luôn này. Đây, cái tán trên cành. Ánh nắng này vàng soi xuống rất là đẹp. Đấy, những cây mít rất là nhiều quả. Đây, đến là những cái cây ta thăm vườn. Những cây xanh. Đến là một cây cóc rất là nhiều quả luôn này các bạn. Rất là thích luôn. Đây, phong cảnh vùng nông thôn những ngày mùa hè nắng oi bức. Những ngày của năm 2024. Đấy, thưa quý vị các bạn, rất là sai quả các bạn nhé. Đấy, vùng nông thôn thì rất là đa dạng những cái loại cây ăn quả cũng như cái hệ sinh thái cây xanh. Đây là một cây hồng xiêm này các bạn này. Đây là cái vườn rau nho nhỏ bà con nhé. Đây, cảnh xung quanh rất là đẹp các bạn này. Mùa mít chín thì ở đâu cũng có rất là nhiều mít chín bà con thu hoạch về. Đây, ra tầm ngoài phía ngoài đường này thì là một hàng những cây mít, cây ăn quả, sinh thái cây cối rất là đẹp. Núi rừng. Các bạn có thể thấy những cái quả bơ này. Đấy, vườn cây ăn quả của bà con này. Miền Bắc thì Tây Bắc thì cũng trồng được quả bơ này rồi các bạn ạ. Đấy, quả bơ rất là ngon các bạn này. Đấy, quả bơ. Quả bơ rất là ngon luôn. Bơ này ăn rất là tuyệt vời, có nhiều chất dinh dưỡng. Trong cái nắng mùa hè thì không gian miền Tây Bắc thì với cái nhiều cây xanh rất là đẹp, không gian rất là tuyệt vời nhé. Khi nắng nóng như nhiều cây xanh này đỡ cái nắng nóng của mùa hè oi bức đi. Rất là nhiều cây xanh luôn.
sẽ thấy những cái vườn cây ăn quả phía sau nhà là những cái vườn bưởi, rất là nhiều bưởi luôn các bạn. Đấy. Bưởi rất là sai quả. Đây. Bạn có thấy ở sau có một cái quả đồi. Đấy, vườn cây xanh. Ở đây có một cây vú sữa các bạn này, các bạn có thể thấy cây vú sữa này đang chuẩn bị cho ra trái những trái. Đấy, vú sữa. Đây có một cây vú sữa con này. Đây là những cây sành, rất nhiều cây sành này. Hệ sinh thái cây xanh miền Tây Bắc này rất là tuyệt vời, rất là nhiều cây xanh. Đây thì bà con đây là những cái sau vườn, đây rất là nhiều cây xanh, đây có những cái đàn gà nhỏ nhỏ. Ở đây có một cây vú sữa nhỏ đang phát triển. Vâng, với cái hệ sinh thái địa hình môi trường, rồi là cây xanh, địa hình vùng nông thôn với Tây Bắc Việt Nam, với những cây cây xanh, vườn cây ăn quả, rồi là rất là nhiều cái điều thú vị, tỏa bóng mát, rất là những cái nhiều cái phong cảnh, rồi những cái cây xanh tuyệt vời. Đấy, đại diện cho những cái gì tinh túy của vùng Tây Bắc Việt Nam. Rồi qua video này mà các bạn thư giãn để trải nghiệm cái vùng nông thôn Tây Bắc với nhiều cây xanh tỏa bóng mát và không khí rất là tuyệt vời ở cái môi trường vùng nông thôn này. Cây xanh tỏa bóng mát là những cây ăn quả rất là tuyệt vời ở những cái vùng nông thôn Việt Nam, Tây Bắc Việt Nam. Vâng, thì video của tôi, video ngắn của tôi đến đây là kết thúc nhé. Thân ái chào quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn ở những video tiếp theo, giới thiệu về những nhiều cái hay, cái ý nghĩa trong cuộc sống, phong cảnh thiên nhiên đẹp gửi đến quý vị các bạn.